Đây, bây giờ là anh em mình đi chơi khám phá Sài Gòn mọi người nhé. Đây, chào các bạn đi đã. Hả? Không được. À, nhà mai ra ngoài chợ phải không? Ờ, tôi ngồi đây này. Rồi, ấy đi, ấy đi. Đây. Mình đang định lên trước để chỉ đường cho bác taxi nhưng mà thôi. Chỉ đường. Đi đâu đi? Không để bác am hiểu ơi. Ờ, để chỉ đường. Đi đâu đi? Ok, chào các bạn nhá. Rồi, đi đâu là cũng okay, tranh cái phần chỉ đường. Chú cứ chờ bán cái đó quanh Sài Gòn luôn. Ừ, đúng rồi. Ok luôn, chào các bạn nhá. Ok rồi. Quanh đó không quay quay sao? Quanh trước á. Huệ, Huệ đây. Chào các bạn nhá. Huệ đang bị cách ly bởi tấm màn trắng. Màn trắng. Ok mọi người, hôm nay anh em mình là đi Sài Gòn lần đầu tiên đi đấy. Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Thì buổi này mình nói Sài Gòn. Hồ Chí Minh. Thế gọi thế nào là đúng không? Hồ Chí Minh đồng anh. Gọi thế nào là đúng bác tay nhỉ? Hả? Rồi, bây giờ là anh em tôi đang đứng ở đâu ấy bác ơi? À, nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà. Bưu điện thành phố. À, ok. Nhà thờ Đức Bà. Tự nhiên mang một cái dép đồ ong như thế này đi nó chán luôn đấy. Rồi. Để em làm cameraman nhá. Mang cái dép này tiểu ông này chán thật đấy. Chị nghe luôn đấy. Đúng rồi, đà đang có lá. Hả? Hôm nay này. Ôm tay. Đúng rồi. Hướng dẫn viên du lịch sẽ mời các bạn, anh nhập và đưa Quang Vinh, cả Hùng với cả đưa anh Húng. Quên tên rồi. Quê. Cô Gà Châu Phi. Đến nhà chỗ nhà thờ Đức Bà, thành phố Hồ Chí Minh các bạn nhé. Nhưng mà đang sửa chữa này. Đang sửa chữa. Ở đây. Nhà thờ đây mà. Thờ đấy à? Bên kia là bưu điện các bạn nhé. Mình lại tưởng bên kia. Đây, người ta sửa chữa. À, tôi. Đấy, ngược nắng các bạn ạ. Không biết là có xem rõ không? Tôi đang sửa chữa này thì ấy là mình đi bộ ra chứ ven sông nhỉ? Lối ra đường đã xong à? Thì bây giờ tôi đang sửa chữa rồi, biết làm thế nào bây giờ? Ê, GoPro quay đẹp thật đấy. Ờ, quay ở đây đẹp thật đấy. Ngon đẹp đây. Rồi, nói đi. Đi đi review những thì nói gì ấy? Review tôi hiểu địa điểm đó, phải lấy tiền, đang lấy tiền. Rồi bây giờ là anh em sẽ tiến hành vào cổng, nhưng mà nhà thờ đang sửa thì không biết là có cho vào hay không. Chắc không cho vào. Lần đầu tiên vào Sài Gòn đấy các bạn ạ. Mình cũng không biết gì cả. Thì có anh Tiến thôi, anh Tiến là anh hiểu biết nhiều, anh này vào không phải hiểu biết mà anh này đi vào đây nhiều rồi. Bây giờ cho phải nhờ đến anh Tiến. Hiện tại đang sửa chữa nên là không vào được. Không được vào. Đi đâu? Ra bờ sông. Đây, ra đây ngắm cá này. Đây anh, đừng ấy, chụp ảnh ấy. Đang trước. Nắm xuống ấy. Đang trước ấy. Trước đi, đang trước chụp ảnh. Ui. Như ở châu Âu ấy. Giống châu Âu ấy. Bắt thần ra cả đấy. Món này ăn như thế nào nhỉ? Bọn xe hấp dẫn xin chào gì? Tôi cấm máy em về. Hỏi cái gì? Hỏi không hỏi. Hỏi món này ăn như thế nào nhỉ? Đem đầu tiên này. Món này làm như thế nào nhỉ? Ăn như thế nào? Ăn như thế nào? Quần bó đỏ thì anh ăn thôi chứ ăn nữa. Tôi cho em về đi. Cầm máy cho em về đi. Nhìn kiểu là đây người ta nướng bánh tráng à. Nướng à, nướng bánh tráng. Bánh cái à? 5 cái. 5 cái à? Bánh này. À. Có gì cả nữa không?
Ngon đấy. Hả? Ngon, ngon chứ, tuyệt vời. Quý à. Tuyệt vời. Bạn cứ cho tất vào cho mình. Đấy, yên tâm. Hôm nay vừa hôm qua vừa trúng sổ số. Đấy, phải cho đầy đủ vào. Tháng này nó có nhiêu tiền, có 20 ngàn cái. Phải nói như thế là để cho là tự tin đúng không? Hôm nay lại tiếp tục lại mua vé số tiếp các bạn ạ. Đấy, đến giờ là phải ra ra đấy. Bánh này là bánh gì? Đây là bánh 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 gì ạ? Bánh trắng, bánh trắng, trắng nướng. Trắng nướng. Đấy, cho mấy cái xiên này vào đi. Rồi, rồi phải ăn đợi nướng cái này xong rồi đó. Nướng cái này xong rồi đó. Cái này thì bao nhiêu tiền một que này ạ? 20. Cũng 20 luôn. Cho đông giả. Cho tất vào. Mày em nướng xong thì em nướng cái đó. À, nhưng mà cái nướng có lâu không biết. Có một cái bếp mà nướng mua rồi. À, gọi là tất cả các món này đông giả đúng không? Đồng giá là 20 hết đúng không? Yeah. Cứ một cái 20 đúng không? Nước uống cũng 20 luôn. À. Nước uống 20 luôn. Ôi thế thì ăn ăn nhòe hết tầm 100.000 là cùng ăn nhòe. 200.000 ăn mệt rồi. Nước nữa là 200 mấy. Sao mà tí nữa là đi ra bộ cái gì nhỉ? Đi chị ơi, cái gì nhỉ? Chỗ nhà hát lớn ở chỗ nào? Không ra bờ sông luôn đấy ạ. Có ở giữa đây gì ạ? Vâng, thế thế là tí ăn xong anh thử anh thử được xem thử trước bình cái này là cứ thế mà ấy là thế mà ăn thôi. Thế mà bỏ mồm rồi. Vâng, chào mời cả nhà nhá. Mời các bạn này. À, thùng ăn cái vỏ vỏ nhá. Anh có cái ấy, anh cho miếng vỏ ấy. Không có tin nhắn một cái này. Chẳng có vỏ. Tỏ hăng các bạn ạ. Bây giờ con nó chứ chị. Đây nước giò. Em mới nướng rồi chị thấy em sống rồi. Ngon. Cho cái miếng nào có nhắn này thử cái cho biết nào. Năm người năm trước nó chị nhắn. Rồi năm trước. Đang nướng từ người trước là nướng nhiều quá đâu được đâu. Tí nữa em nhân sau ăn vỏ trước đi. Cho tí bên này này có nhắn thế này. Để ăn là thôi chạy luôn các bạn ạ. Ngồi xa xa lửa tí. Ngồi chạy cái máy đi chứ. Thôi ngồi đây vậy. Thôi chết ngồi đây thôi. Đi đây. Lần đầu tiên là ăn này. Con cua nó đi cái kiểu gì chứ? Cái con cua. Cua vào ngang mà, nó vào nhau. Cua này cua bò trong. Này. Ăn đi con mà tí này bảo không ấy. Cua ấy. Cua ấy. Ăn đi uống nước, thật nước kia nước. Cái quần có rách đúng không? Nhưng hơi chảy rồi chị ạ. Hơi chảy rồi. Quần này rách đúng đó thì. Cá nữa chứ cá. Còn đá thì mồi với khoản đây đang mồi toàn đây. Đóng đi. Tiền này chắc gì vậy? Gì mà? Chút qua đây nè, anh cho bảo ấy người chơi. Tiền này phải chục kỹ chứ. Chục kỹ. Qua đây. Thôi anh ngay cãi thôi. Bỏ đi quá. Đây là cái ăn là vui đấy nhỉ. Chứ thực chất ăn no thì. Đúng rồi. Ăn là vui đúng không chị? No được mà. No được ra không có hồi lô không có thích nữa no mà. Nè tới anh. Gì vậy?
Vâng. Ăn cả ấy, ăn từ lúc bước chân vào Sài Gòn là ăn rồi. Không mất tiền ăn nó ngon có kể luôn. Ngon có kể luôn. Ui ui ui. Nhìn ngon đấy nha. Ê. Quanh Anh ở bờ hồ đó mà. Đi, ta đi thôi. Giả tiên. Đây, tất cả anh em đang di chuyển. Rồi, bây giờ là đi ra bờ hồ gì ấy? Không hả? Không biết. Ra nhà hát lớn là ra sông. À, ra nhà hát lớn rồi ra sông. Quảng trường ra đấy rồi thì biết là bên đường. Nhìn trên bản đồ luôn. Nhìn trên bản đồ thì làm sao rồi. Biết là đường này ra sông thôi. Ăn có kệ. Đi review đồ ăn vẫn sướng nghe. Sướng các bạn. Đang nhìn ngó đầu lắc liên tục, đầu đảo Nhân An này. Mặt đảo Nhân An này. Đúng không nhỉ? Nhìn giống lắm nhưng mà đúng rồi đấy. Đâu đấy à? Rồi đúng không? Hai bạn này có xe đạp giống nhau đấy. Em ơi, xe đạp em lấy ở đâu ấy? Phải thuê à? Này, tắm này. Chúc mày anh đấy. Tắm đi, okay. Tông láo. Nhìn này anh em mà tôi tông nhìn chán này. Đây, hiện tại là anh em đang ở nhà hát lớn nha các bạn. Đấy, đi bộ lại đây. Nhưng anh Tiến nói là không biết là có đúng hay không. Ờ, anh dẫn đường chuẩn rồi. Đi. Nhưng mà có đúng không? Đúng rồi, đi ra đây. Tình đây tạt Nguyễn Tiến à? Quay vào đây chào hay là dân trượt lại quyển chào cái bác đầu kia là có lẽ là biết anh em chúng tôi hay sao mà chưa tay chào đấy, nhưng mà lại như kiểu như này. Em tưởng là mình thử hai đánh mình nữa. Rồi, đẹp không? À, đây đẹp nhỉ, có bảo đấy chưa, đấy đẹp chưa, đẹp chưa, quá đẹp, đẹp chưa. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Cứ tưởng hoa sen đẹp. Của anh, tất cả là của anh. Đây là phố đi bộ ấy. Phố đi bộ đấy. Ui. Đúng thật là đông rồi đó các bạn ạ. Nhìn đầu kia kìa. Nhìn đầu kia kìa. Rồi bây giờ là sẽ tiến này đi lại ở trung tâm phố đi bộ. Ở đây mới là vỉa hè thôi. Rồi, đây là trung tâm. Là phố đi bộ là cứ đi bộ đi thôi đúng không? Đã đến phố đi bộ là đi bộ. Đúng. Gọi xe có ấy à? À đúng rồi, tên có cái xe tầng này. Ngày mai là anh em tôi sẽ thuê xe tầng này đi một vòng để xem như thế nào. Hả? Đi phố đi bộ mà mang tông như này thì uy tín quá. Anh mừng tông biết thế mà mình đi tông nhỉ? Đông quá, đông người. Có ở đâu? Ở đây không có mạng sao phát trực tiếp từ bấy giờ là. Hả? Sang à? Đấy. Đẹp nhá. Quá đẹp, tuyệt vời. Rồi. Phố đi bộ bây giờ. Ở đây người ta cho đi bộ thôi chứ không cho ngồi đâu. Không cho đi xe đạp.
À, anh em ăn gì không? Có ăn gì không? Đây này, có rất là nhiều đồ luôn. Nhưng mà hình như là anh em no hết rồi. Đúng như ngày giả luôn. Tôm không? Đi chuyển đến kia đi uống nước đi.